Vào ngày 26 tháng 9 năm 2016, trên nhiều quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh xảy ra mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, khiến hàng ngàn người và phương tiện phải vật lộn với dòng nước ngập. Nhiều căn nhà, mặt phố bị nước tràn vào ngập sâu hơn 30 cm. Thời điểm diễn ra mưa đúng vào giờ tan tầm nên người dân không kịp trú mưa, nhiều người bị ướt sũng, dắt chiếc xe chết máy hàng giờ đồng hồ liền. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết với lượng mưa trên 200 mm, trận mưa chiều ngày 26 tháng 9 lập kỷ lục số liệu của đài từ thành lập từ năm 1976 đến nay. Theo báo cáo của Trung tâm điều hành chung chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trận mưa chiều ngày 26 tháng 9 được xem là lớn nhất từ đầu năm nay. Chỉ trong khoảng 1 giờ 30 phút, vũ lượng đã đạt đến 204,3 ml, vượt qua tần suất thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay. Sau trận mưa trên địa bàn thành phố đã xảy ra ngập 59 tuyến đường, chiều sâu từ 0,10 m đến 0,50 m, diện tích ngập từ 100 m2 đến 30.000 m2. Đối với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thời gian mưa từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 50 phút, vũ lượng đạt 170,03 mm, đã xuất hiện ngập cục bộ tại bãi đậu số 11, 12, 13, 14, 15. Với chiều sâu ngập 0,30, thời gian nước rút khoảng 1 giờ sau mưa. Tình hình đã được cải thiện nhiều so với trận mưa ngày 26 tháng 8, do đã cải tạo xong 7 vị trí cống ngăn băng ngang đường tuyến mương A41 và đã nạo vét thông thoáng hệ thống thoát nước. Cũng trong trận mưa chiều ngày 26 tháng 9, một số tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước nhưng vẫn bị ngập trong thời gian mưa như đường Phan Xích Long, Trường Sơn, song hành quốc lộ 22, Phan Văn Hớn, Nguyễn Đình Thủ, Tô Ngọc Vân. Theo Trung tâm chống ngập, nguyên nhân ngập là do tình trạng xả rác xuống hệ thống thoát nước, miệng thu hầm ga, kênh rạch, nên khi mưa lớn, áp lực nước quá cao sẽ cuốn trôi rác vào lưới, chắn rác làm cản trở dòng chảy. Tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước, cửa xả kênh rạch phổ biến nhưng xử lý còn chậm. Bên cạnh đó, một số dự án thoát nước đang triển khai thi công nên đã ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của tuyến hệ thống này. Công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có báo cáo nhanh về các điểm ngập ở chiều ngày 26 tháng 9. Cụ thể, khu vực Tân Hóa Lò Gốm có 9 điểm ngập, trong đó đường An Dương Vương đoạn gần Tân Hóa Đông ngập sâu đạt ở mức 0,35 m. Các tuyến đường như Mai Thị Lựu, đường 3 tháng 2, Tô Hiến Thành nước dâng cao từ 0,20 đến 0,30 m. Nơi được cho là ngập sâu nhất thành phố là đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ Tân Cảng đến Sài Gòn Pearl 0,5 m. Trong khi đó, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, vũ lượng do đo được trạm Mạc Đĩnh Chi là 204,3 mm, ở trạm Thanh Đa là 172,2 mm, ở Cầu Bông là 133,3 m, ở Phước Long là 115,4 mm. Đối chiếu với các tuyến cống ở cấp 2 ở trung tâm thành phố thì lượng mưa với vũ lượng cao hơn thực tế là gấp 1,5 lần nên xảy ra hiện tượng ngập lụt. Đây là trận mưa lớn nhất trong 40 năm qua. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết với lượng mưa trên 200 mm, trận mưa chiều ngày 26 tháng 9 lập kỷ lục về số liệu của đài từ ngày thành lập từ năm 1976 đến nay.